triệu. Ok. Đây vào sáng nha nhá, 5 triệu. Sim anh mua đấy, đấy thì bắt đầu anh mua sim. Mua sim cắm đây để sử dụng các bản đồ dẫn đường các thứ. Đấy. Bình thường thì nó ở đây hết. Nhìn này. Để bắt wifi thử nhá. Cập nhật quan lên chạy tiếp ngủ ngay. Năm triệu bà xã ơi. Đấy, đây là cái này là có YouTube này, anh dẫn đường để anh vuốt này sang cho em thì có cái map này. Ra map tí nó bắt được vị trí, trong sổ em là không có vị trí. Đấy, ra map đi đâu thì anh lên được. Đấy là cái đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là nó sẽ có cái phần này ra lệnh cho nó, anh bấm vào đây. Sau khi ấy vào thì em cái này em quét cái cho anh đăng nhập là nó sẽ ra lệnh cho nó trên này. Đấy là mở video gì này, dẫn đường đến đâu này, để chuyển đổi ấn vào đây là nói đó. Đấy sẽ lôi cái key ra đây xong ấn vào đây. Đấy, xong đấy. Okay. Đấy. Còn nếu mà muốn trở về trang chủ của xe thì ấn vào đây. Xe nó sẽ vào nguyên bản như này. Đây là 5 triệu gì? Đấy, 5 triệu. Ok. Đây mà sáng nghe nhá, 5 triệu. Là rồi. Là rồi em mẹ đâu. Cái đàm phán lúc nãy anh tiền đâu mà anh ấy anh. Con này thì cấu hình bằng con D300 với cái con 89 triệu rưỡi của em ấy, anh cho em gửi cho anh ấy, nhưng mà nó là của hãng Zetec. Nó đều là RAM 4 ROM 64 hết, giống như nhau. Nó không, con này hồi xưa nó cũng là 7 triệu rưỡi. Đây này, đợt này hãng nó đang vấn mại xuống chứ. Thế còn những cái con của em, con này với con đấy của D265 này, D300 này. Cái con này, ba con này của em là cấu hình đều RAM 4 ROM 64 hết bằng nhau. Okay. Đấy, anh cứ tham khảo rồi nếu mà cái này mà ok là anh nhắc được gì chả phải tham khảo gì mai chốt được thì đem lắp luôn cho.